Kính bạch thầy, con thường bị con ma ngủ trêu và con niệm Nam Mô Chủ Mị Quỷ Vương là đúng hay sai ạ? Với con niệm thế có bị coi là quy y với quỷ vương ý không ạ? Với con muốn đi tu nhưng con học hết cấp 2, liệu con có thể vào chùa xuất gia được không ạ? Hay bị ma ngủ nó trêu. Thế thì tức là gì, cứ tụng kinh niệm Phật hoặc đọc sách một cái là buồn ngủ cái gì, chắc là vậy. Mà lúc nào thì cũng muốn ngủ, chắc là vậy. Đã vậy rồi là quan niệm gì Nam Mô Chủ Mị Quỷ Vương nữa. Từ Nam Mô này, từ Nam Mô ở đây là chỉ dành cho gì, mình niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát mà thôi. Đấy, gì đến các hòa thượng chúng ta còn gì, còn không Nam Mô hòa thượng cơ mà. Đấy, như các vị hòa thượng, các bậc cao tăng chúng ta còn không không ít khi rồi. Các bậc cao tăng thì Nam Mô rồi, nhưng các hòa thượng, các thượng tọa, các quý thầy ở gì, ở trước mặt chúng ta, chúng ta còn không không Nam Mô. Cho nên các vị thấy có ai đến chùa gì Nam Mô thầy Thích Đạo Thịnh không? Không có. Chưa, tôi chưa thấy ai nói là Nam Mô thầy Thích Đạo Thịnh cả. Mà ở đây thì Phật tử này là đi niệm Nam Mô Chủ Mị Quỷ Vương. Chữ Nam Mô ở trong tiếng Phạm có nghĩa là quy mệnh, là kính lễ, là quy y, là nương tựa. Chữ Nam Mô có nghĩa quy mệnh, kính lễ, quy y, nương tựa, vân vân. Chỉ cho về về nay vị này gì? Vị này nay là gì? Là quy y với Chủ Mị Quỷ Vương để cầu mong gì, cầu mong thoát khỏi cái cơn gì, cơn ma ngủ ở trong gì, trong tâm mình nhé, chạy ra mắt mình nhé, vân vân á, thì khó lắm. Tất nhiên là trong kinh Địa Tạng nói gì? Đối với các vị quỷ vương đó, chủ xúc quỷ vương, chủ mị quỷ vương, chủ thực quỷ vương, chủ gì vân vân quỷ vương, rất nhiều các vị quỷ vương đó, nhưng mà để nói các vị quỷ vương đó là hộ trì Phật pháp, thì chúng ta gì, các cụ ngày xưa nói gì, kính quỷ thần nhí biến chi, biết câu nói của ai không? Của Khổng Tử đó. Khổng Tử có kính quỷ thần, nhưng mà gì, mà lánh gì, phải lánh xa quỷ thần. Cho nên Khổng Tử nói kính quỷ thần nhi viễn chi, tức là Khổng Tử là một bậc thánh nhân thế gian, nhớ nhé, Khổng Tử chỉ là một bậc thánh nhân thế gian chứ không phải thánh nhân xuất thế gian. Một bậc thánh nhân thế gian còn phải nói là kính quỷ thần, nhưng phải gì, phải lánh xa họ. Kính quỷ thần nhi viễn chi mà. Đó. Tức là phải lánh xa họ, đừng gần gũi họ, đừng thân cận họ và đừng chơi với họ. Đấy, đấy là quan điểm của Khổng Tử. Còn á, quan điểm của người học Phật chúng ta, chúng ta kính trọng, tôn trọng các vị quỷ thần đó, như là Chủ Mị Quỷ Vương vân vân này đó. Nhưng chúng ta gì, chúng ta cũng không nên quy y với các vị quỷ vương này. Vì chúng ta gì, đã phát nguyện, đệ tử con tên là quy y Phật rồi, nguyện. Nguyện gì? Nguyện không? Không quy y gì? Không quy y thiên hung thần quỷ vật, không quy hung thần quỷ vật. Vậy Chủ Mị Quỷ Vương này là quỷ hay là gì? Là quỷ hay là gì? Là quỷ. Đệ tử con tên là quy Phật rồi, không quy hung thần quỷ vật. Hung thần là tiếng như vị ác thần, như vị tà thần đó. Quỷ là gì? Là tất cả các loại quỷ. Dấu cho gì? Cho Chủ Mệnh Quỷ Vương là người gì? Người nắm cái quyền sinh quyền sát ở trong tay. Ta cũng gì? Ta cũng còn không quy với gì? Với quỷ, với Chủ Mệnh Quỷ Vương cơ mà. Ta có thể kính lễ Quỷ Vương, Chủ Mệnh Quỷ Vương, Chủ Mị Quỷ Vương, Chủ Xúc Quỷ Vương, Chủ Thực Quỷ Vương, vân vân. Ta có thể kính lễ tất cả các quỷ vương, nhưng không quy với họ. Cho nên ở đây Phật tử này nói là thì đã thì thường niệm là gì? Khi mỗi khi bị ma ngủ thì trêu chọc, thường là niệm Nam Mô Chủ Mị Quỷ Vương, Nam Mô Chủ Mị Quỷ Vương ấy, để mong thoát thì thoát cơn ma ngủ. Thì ma ngủ thì càng đến nhiều hơn và nhanh hơn và lâu hơn đấy. Và hỏi là đấy là đúng hay sai, và đó có phải bị quay là gì, là quy với quỷ vương không ạ? Chắc chắn Nam Mô Chủ Mị Quỷ Vương niệm như vậy là gì? Là sai với lời dạy của Phật. Và cho nên lời dạy của Phật ở trong gì, từ Nam Mô này phiên âm tiếng Phạm ra tiếng tiếng Trung Quốc có thể gì, dịch là Hòa Nam đó. Chứ Nam Mô còn gì, có thể dịch là gì, là Hòa Nam đó.
là kính lễ đó, là quy mệnh đó. Thì chứ từ Việt Nam có thể là quay trở về là nương tựa, là quy y đó, vân vân, nương nhờ đó, vân vân đó. Cho nên nếu mà là một đệ tử Phật quy Tam Bảo rồi á, thì như vậy chắc chắn là gì, bị coi là sai, đó là gì, coi về để quy y, là nương nhờ vào gì, vào các vị quỷ thần vân vân, cho nên là sai. Các vị quỷ thần trong kinh Địa Tạng này còn lên để lễ Phật và xin được Phật là gì? Xin được hộ trì cho những người thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của để bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, xin được hộ trì chính pháp của Đức Phật để gieo duyên lành với Tam Bảo cơ mà. Đó. Cho nên ở đây Phật tử này hỏi là như vậy đúng hay sai, thì thầy trả lời chắc chắn là sai và có thể được coi là quy y với quỷ vương không ạ? Chắc chắn là gì? Là đúng đấy, quy y với quỷ vương đấy, và nên sớm thì bỏ ngay cái từ Nam Mô chủ mị quỷ vương này, mà chỉ chúng ta có thể lễ kính các vị đó, chúng ta gặp tranh ảnh tôn tượng của các vị quỷ vương này, chúng ta có thể xá chào các vị đó. Đó, và hoặc là gì, gặp thấy ở trong kinh nói về vị quỷ vương này, chúng ta cũng khởi tâm cái gì, khởi cái tâm là tâm niệm bình đẳng để mà đối xử với gì, với các vị đó, và mong các vị đó là gì, nhớ lại cái lời gì, lời phát nguyện trên 2500 năm trước ở trên cung Trời Đao Lợi, khi Phật Thích Ca Mâu Ni vị giáo chủ Vaisāvā chúng ta thuyết kinh Địa Tạng đó, và để mà gì, mà các ngài hộ trì chính pháp, gieo trồng thiện căn và cứu giúp chúng sinh. Để gieo trồng tức là gieo trồng thiện căn, gieo trồng thiện căn tức là cứu giúp chúng sinh, mà cứu giúp chúng sinh cũng tức là gì? Gieo trồng thiện căn đó. Cho nên nhắc các vị đó nhớ lại cái đại nguyện của mình trên 2500 năm trước, phát nguyện trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm và mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Thiên Long, Bát Bộ, Pháp Thiện Thần có mặt ở trên gì, ở tại cung Trời Đao Lợi đó, tại Diệu Pháp Đường cung Trời Đao Lợi đó. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. No.